cho các bạn xem cái máy nén khí này nó bị hết dầu các bạn nhá. Đó, đây này. Đấy. Động cơ đây. Con động cơ này là khoảng 5,5 kW. Đó. Đây 5,5 kW này. Tháo ra hầm dầu ra hết dầu rồi này. Hết sạch đúng không? Hai hộp này xong là giờ phì hết. Đấy, chú nhìn thấy cong cong không cong. Ê, có mỗi tí. Thế thì khả năng đầu có hỏng chú ạ. Chứ không phải đơn giản đâu. Đấy, tháo cái mắt thăm mà không còn tí dầu nào cái này. Bởi vì dầu này nó phải ngang chừng mắt này thì là sống. Hào dầu cái người phì tứ tung này. Hào thì cháu nghĩ là con này nó bị mòn cả xét hơi. Trời ơi. Đấy, như thế này là hết sạch dầu các bạn. Cho nên là gần hết sạch. Vừa đi đổ hai hộp đây này. Ờ à, thì chú đổ chắc là hôm đấy là nó văng hết ra này. Rồi, xong. Cái này sẽ phải sửa lại rồi.